Chloe Entertainment Channel cho các bạn. Chloe ơi, hôm nay con review mấy cái món đồ chơi gì dạ? Nhiều quá dạ, trên bàn nhiều quá vậy. Wow, nhiều quá Chloe ơi. Cái này đồ lắc nè. Gì đó hả? Đâu đưa cho mấy bạn coi coi con có bữa nay con có gì. À, đồ lắc nè. Đồ lắc đó hả? Còn mấy cái món kia là gì? Wow, nhiều quá. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu từng món một đi. Bây giờ con sẽ mở món nào trước? Ok, ok. Rồi, mở món đó trước đi. I cannot. Không mở được hả? Sao vậy? You can open. Đây, mẹ sẽ cắt ra giùm cho con nha. Yeah, 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 yeah. So excited. Hồi hộp quá. Nè. Thank you, mommy. There's a Hello Kitty on top here. Okay. Cái bao ha, cái bao có hình nè. Hello Kitty. Không, coi coi có gì. I got candies. I got this thing over here. Let's see what we got. Okay. This one. We got Princess Hello Kitty. Đâu? Mà còn có gì trong cái hộp đó đâu? À, Princess đó. Hello Kitty. Ừ, rồi đâu đưa mẹ mượn coi. Here's the Princess Hello Kitty. À, cái này á hả? Ờ, cái này gắn ở đâu ta? Ờ, cái giấy đó làm dùng để làm cái gì vậy? I don't know. Rồi, ở trong đây là mình có kẹo nè. So many candy. We kẹo got này. This one. Tôi ăn kẹo không? No. Sao vậy? Còn gì nữa không? Chỉ có vậy thôi ha, trong cái trứng, trong cái hộp này là chỉ có hai cái này thôi hả? Yeah. Cái này hai cái kẹo hả? Yeah. Ồ, ồ, không có gì nữa hả? No. Mấy cái này là gì? Giống sticker vậy? Lipsy, lipsy. Ồ, sticker. It is sticker. Ồ, sticker, sticker Hello Kitty á. Đâu đưa mẹ coi con lột ra được không? See? Đâu đưa mẹ mượn coi. Let me get it out. Wow. We got a Hello Kitty sticker. Con dán lên tay con ơi. This is a princess. Ừ. Hello, hello. Đâu, đưa mấy bạn dán xong rồi đưa cái tay cho mấy bạn coi chứ. Yeah. We gonna get another one. Another one hả? Rồi, cái khác đi. Okay. Ồ, hình nào nữa đâu. Ừ, cái này là có sticker ha, có kẹo ha. Head for Hello Kitty. Ừ, cho dán cho bạn cái đi. Okay, there you go. One more. One more rồi con dán ở đâu? Dán lên tay kia của con đi. This is amazing. We have one more Hello Kitty left, mommy. Ừ. One more. Trời ơi, vậy là tổng cộng là bao nhiêu cái sticker? 4 cái hả? Mommy, mommy, can you give you another one? I'm gonna give you another. Ừ. I give you two. Thôi, mẹ lấy một cái được rồi. Con dán vào cái đi. Ouch. We're gonna put this away now. Con dán lên mặt con á. Dán lên mặt con một cái đi. Đây, mẹ dán cho được cái mặt đây. Dán lên mặt no, đây nè. Chỉ I'm putting cái... back. I'm putting with back. I'm putting with back. Thôi, dán lên mặt cái đó đi. Dán lên mặt đi mà. No. Đây, mẹ làm. I need to open this candy first. Ừ. Mà dán lên mặt đi xong rồi mình mở cái kia chứ con ngồi con dán cái này nó lâu quá mà mất thời gian mình không có thời gian mình mở cái kia đó cái kẹo á. Dạ hơi nhiều quá nè. Đó, mấy bạn coi đó. You want to keep your sticker or not? Gonna keep cái món đồ chơi nhỏ nhỏ xinh xinh. That you want to keep your sticker or won't? Ừ. You want to keep it? Rồi, bỏ vô đây đi. Con bỏ vô đây đi, bỏ nó. Rồi. Trong cái trái tim này là gồm có cái này he. Yeah. Rồi, để lại. We have this one. Hey mommy, hey mommy, I don't know to open where. Mình sẽ mở một trái tim mình mở ra mình sẽ có một cái hình. Ngày mai mình mở ra là có cái hình trái tim này. How can we open this one? Oh, mấy bạn sưu tầm cái
Oh, I can't open it. Alright. Sao vậy? Cắt này. Strawberry flavor, man. Nè, lấy một miếng nha, nhập. Không chừng nốt chỗ nào. Can you blow the bubble? I want to. Nè, con nhai thử coi. Nhả ra. Bánh đó, cái kẹo xuống gươm. I dropped it. Dài lắm nha, nguyên cụm luôn nè. Giống như cái thép vậy. I don't have a hot one. Mommy eat it, okay? Sao vậy? Because I want to wash the bubble. Trời ơi, con thở đi. I cannot do it. Boys, can you please? Đâu biết thở không? Rồi, giờ con mở tới gì nữa? We gonna get Hello Kitty. It's okay. That's so silly. We're gonna get surprise Hello Kitty chocolate. Trời, I'm gonna eat chocolate. That's why I need to eat chocolate. I don't know how to open it. But I know. Rồi con biết mở cái đó không? Oh no. Yes. Now what? Rồi xé nó ra luôn. I cannot. Này là cái gì vậy? Để cho mấy bạn chocolate Hello Kitty. And we're gonna get the golden Hello Kitty golden. Chocolate egg, tức là trứng sô cô la với cái Hello Kitty. Surprise, tức là ngạc nhiên bên trong là cái con nào nha các bạn, con này hay con này đây. Mình sẽ có con nào đây. Rồi, con mở thử coi. I cannot, mommy. Wow, trời ơi, ba cái trứng rồi mấy bạn ơi, nhìn đi. Con đổ nó xuống, con đổ nó xuống bàn. Ok, xuống. Để ở đây nè. Rồi, mấy cái. Is one. Để lên bàn cho mấy bạn thấy chứ, con để chứ sao mấy bạn thấy được. Một cái trứng rồi đó. What? I cannot get it out. Still not get it out. Chúc mừng bạn, chúc mừng. Just one more. Bye.
gonna give it to you to open. Thì con mở đi. You open, okay? Sao vậy? I'm gonna give it to you, man. Because you love me. Chloe nói là Chloe đưa cho mẹ mở bởi vì mẹ thương Chloe. Rồi, giờ mở nha. Hồi hộp không? Trong đây có gì? 1, 2, 3. A break! Wow! Mommy bracket. Mommy mở. Mommy, can I eat it? I want to eat it. Thank you. Wow, cái này là sô-cô-la cho nên ăn được nha các bạn. Cái vỏ bên ngoài á. Nè, bên trong có cái gì nè? Có đồ chơi nè. Yeah, just open it. How do I find out? Rồi, ai tính bơi vậy? To eat snack time. Snack time. Ủa, không mở này ra, coi trong đấy có gì hả? Ngồi ăn vậy? Nè, tự mở ra đi. Okay. Chút nữa ăn. Really yummy. Really yummy. Rồi, con mở ra coi bên trong đây có gì. Chocolate. Still chocolate in here. Oh. What is this Hello Kitty? Hello Kitty, huh? She's holding an apple. She's holding an apple, man. No. She's holding an apple. The next egg. Ooh, we have 2 eggs left, mommy. We need to open more. I can open this thing. Yeah. I can open it. Oh, bây giờ mình để phòng này lên đây đi. Hello, you do. I'll snack one. Ừ, thì đó, con ăn đi. Okay, already. It's bao nhiêu? Để lên đây. Mommy, you need to try it, mommy. Thì con ăn đi, được rồi. Okay, you don't look good. Listen. This chocolate is so good. I love it. Ngon không? Yeah, it's snack time. Really snack time. Ngon đúng không? Thêm một trứng sô-cô-la nữa. Không biết kỳ này bên trong có cái con gì ha Chloe ha. Hồi nãy là cái con đầu tiên là Hello Kitty. Đây, she's Hello holding an apple. Nè, mình coi lại lần nữa nha các bạn. She's holding an apple. The apple she said. Hả? Huh? The apple she said. The apple. I said the apple. Apple she's holding. What? A man, you hack. You break it, okay? Thôi, con mở đi. Hồi nãy mẹ mở rồi, giờ tới phiên con mở đi. It's okay. Okay. Đừng có 1, 2, 3. Yay! Got it, okay. Snack time, time. Rồi, bỏ vô miệng tí, sức la mà. Daddy have to buy this again.
love chocolate. Open. Oh, we have another chocolate. Yummy, yummy. It's snack time. Snack time. Snack time, huh? You wanna try some more? Yeah, try some more. What you try to do today? Nè, để hai con cứ tìm lên đây nè, cho nó đứng ở đây nó dễ thương nè. Yeah, 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 you can put it there. Yeah. One more left, okay? Yeah. It's your turn. Your turn. Con mở luôn đi. No. Con mắc cỡ gì nữa. I opened already. You... Con mở luôn đi, cái trứng thứ ba này con mở luôn đi. Coi coi coi. Biết đâu có bạn Hello Kitty dễ thương hơn nữa. Màu xanh rồi sao mà mình có con màu hồng rồi màu đỏ rồi bây giờ. Have we get golden Hello Kitty? Ồ, con muốn hy vọng là kỳ này là mở được cái trứng này được Hello Kitty màu vàng đúng không? Golden. Rồi mở đi, hy vọng là mình sẽ có, ok. Hồi hộp quá, mở thôi. Okay. I'm breaking it. Breaking it. Get it out. Wow. Lại ăn nữa. Ngon quá. Hey mom. Sô cô la ngon không? Hey mommy. It's really yummy. Ừ. It's chocolate. Ừ. Thì sô cô la mà. I like it. Ừ, để đó chút mình ăn sau nha. It's another chocolate. Ừ. Try some. Ừ. Love mine. Rồi, bỏ sô cô la lên đây đi. Ừ. Here. Got chocolates in my hand. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Hồi hộp quá đi. I don't think it's a golden Hello Kitty. I don't think it is. Chloe nói là Chloe không nghĩ là được con Hello Kitty màu vàng. Ồ, không có được, thôi kệ đi. Con này cũng đẹp mà. Nè mấy bạn. Nè, đẹp ghê chưa? Nè, mặc đồ bikini đàng hoàng chứ bộ. Wow. That's for swimming, mommy. So, đúng rồi, mặc đồ bikini để mà đi bơi ha, đúng không? Mommy, wow. can I have it? Oh, I love it. Just behind. Đây, để đây đi. Mặc bikini nè, mặc bikini cho đứng đằng trước đi. So funny. Wow. We're gonna open. Rồi, open cái gì nữa? Two surprise eggs. Okay. Rồi bây giờ one is Pikachu and one is a bird. I don't know what's that name. Rồi giờ mở tiếp hai cái trứng thôi đúng không? Coi coi mở hai trứng đó coi trong đó có gì. Wait, okay. Ừ. Wow, Melly Man, Killy Man. Great. Oh, Killy Man, I cannot open it. Killy Man, I can open this already. Can you open it? Oh, Killy Man. Okay. Trứng nè các bạn. Coi mà. Oh man. Để coi coi trong cái trứng này có gì nha. Let's open the bottom. Rồi mở nha. 1, 2, 3. You can open. Dự. I told you. So, mommy, can I have it? Rồi con mở ra đi nè. Hey mommy, hey mommy. Rồi mở ra coi bên trong có gì vậy. Let's see this one. Cho mấy bạn coi với. Đưa cho mấy bạn coi. Yeah. Ừ. So I'm gonna open it. Never mind. Never mind. I cannot open it. Mày giúp cho nha. Đấy, ở bên trong có cái này các bạn. Mommy. Bán hoa để mẹ cho mấy bạn con cái đó. Đây cái hình này. Rồi còn nửa cái trứng còn lại đâu? Hey, mommy, I want to open it. Rồi nửa cái trứng còn lại có gì chắc can I open it now? Okay, we get this get over there. Hey mommy, I need some scissors. Đây mẹ giúp cho, mẹ giúp cho. Trong đây chắc là có kẹo. Mẹ đến làm đổ. Mommy, can I have one to eat? Yeah. I need to have one to eat, mommy. Rồi, ăn đi, kẹo mà. It's a bubble gum. Bubble gum hả? À, kẹo xin gum. Chloe nói là cái đó kẹo xin gum. Rồi, kẹo xin gum. I
thôi. Con đâu có thích ăn kẹo xương gươm đúng không? Ăn là phải nhả chứ không có nuốt nha. No, I cannot eat one. Because I need to separate it to the other toy. Rồi. Okay? So rainbow. Rồi, để đây ha. Okay, we have to take it away, right? Okay, let's put it back belong with these. Bye bye, Hello Kitty. Thôi, đợi chân để ngoài để cho mấy bạn coi chứ. Con đừng có đậy lại, để ngoài đây đi. Why? Ừ, cho mấy bạn coi mấy cái em Hello Kitty thì dễ thương lắm nè. Ôi, mở được cái này dễ thương lắm. Wait. We got these two, okay? We need to get the special Hello Kitty thing. Okay, we got all of them. Đó. Dễ thương chưa? Oh yeah. Rồi con mở cái trứng kia đi. Mở cái trứng kia luôn. Okay, mommy. Ừ. Yeah. Yeah. Mở cái trứng đó coi, cái trứng màu vàng á. Màu vàng á. Ừ, mở coi. Open it, okay? Ừ. Too hard to open it. Okay, Chloe nói là cứng lắm, cho nên phải nhờ mẹ giúp mở. Chloe mở không có được các bạn. Cứng lắm đúng không? Yeah. Trứng này là gì? Hey, Pokemon hả? Hey mommy, Pokemon. We forgot. Quên gì? Forgot. We have a lollipop to eat. Lollipop? Downstairs. Oh, it's okay. Rồi, Chloe con mở đi. Ồ, bên đây cũng là kẹo nè, cái này bubble gum, không biết trong đây là cái gì. Nè, Chloe mở này nè. Khoan khoan, để mẹ mở cái. Cho mẹ có cái gì đây. Ồ, giống cái kia luôn. Cái này là cái gì vậy ta? Cái đó là cái gì vậy? I don't know. Hai cái hình luôn. Đâu đưa mẹ mở. I don't know. What is this? Một cái đưa mẹ mở. Never mind, that's okay. And my motorbike. Her name is Dino. Huh? Her name is Dino. Hi Dino. Dino, good boy. Tên của nó là Dino hả? Yeah, it's Dino. Tên con ếch này hả? Trời ếch chạy xe với Vespa đưa mẹ một. This is not a froggy at all. Đây không phải froggy hả? No. Con gì đây? Dinosaur. Yeah, dinosaur. Xin lỗi, nó lộn. Dino. Chiếc xe có tên là Candy Dino. Scooter. Chiếc scooter này là chiếc xe máy. Chiếc xe máy kẹo, trong đây có kẹo nè. Mommy, can you open it for me? I cannot open it now. Mở nha. Cái cổ nó bị kẹp. Cái gì đây? Nó không đeo cái gì luôn á, nó bị cột lại mà. À, nó bị cột lại cái tem của nó đó mà. Rõ ra đi nào, rõ ra nào. Ê, chiếc xe Vespa có bánh xe. Mẹ rõ ra cái nào. Rá, không rá. Cái này mình phải cắt không chứ không có gỡ được. Đây. Nè. I want to take this Hello Kitty to watch. Trời. Cắt ra rồi nha, cắt cái này ra rồi. This chocolate. Đây, mấy bạn. Hey mommy, I want to eat chocolate now. Chút nữa đi. Where you put it, man? Bỏ trong cái hộp này nè. Đó, sô cô la mày bỏ trong đó. Hey mommy, I want to eat it. Kẹo nè, mình mở đi, sẽ có kẹo nha mấy bạn. Oh yeah, I'm gonna have some snacks. Hey mommy, I'm gonna have some snacks, okay? Good. Chloe thích ăn sô-cô-la lắm mấy bạn ơi. Okay, chắc okay. Mấy bạn cũng sẽ thích ăn sô-cô-la giống Chloe thôi à, đúng không? Yes. Everybody loves chocolate. Chloe nói là mọi người ai cũng thích sô-cô-la. Đây. Cái xe dễ thương mấy bạn, có cái thùng chứa đồ bên sau này, trong đây có cái bịch kẹo nho nhỏ. Hey mommy. Hey mommy, can you open it for me? I really want to open it. Kẹo mà. Stop it, need to open it. Chạy xe nè.
Oh no 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 no. Mommy, please open it for me. Mở kẹo hả? Yeah, ông lộ mà. Bum 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 bum. Ra ra ra. Nè. Okay, let's pour some candy inside here. À, Chloe bỏ kẹo vô trong đó. There. Còn bịch này nữa nè. Nè, bỏ bịch này vô luôn được không? I cannot open it now, right now. Maybe I can open it. I don't want to open it. Open. I cannot open it right now. I cannot open it. Cầm giùm mẹ bịch kẹo đi mẹ mở cho. Oh, lots of candies. Ah. Cẩn thận nha. But I need to be careful. Nó hơi cứng là sổ. Không, nó có cái chỗ này nè mấy bạn. Mình đẩy nó nè. Đó. Ah. Mommy, put inside here too. Đúng rồi, bỏ kẹo trong đó đi. Oh no. Rồi lắm nào. I cannot, mommy. I need some more candy. Nè, đó, candy nữa nè, con đổ nó vô luôn đi. Bỏ vô. Oh man. This is perfect. Ôi nhiều kẹo quá à. Oh, I can't send here. Rồi bỏ vô. Don't say the cookies. Don't wait a minute. It's okay. It's okay. That's it's a lot of candy. Oh, nhiều kẹo quá đây là. Để qua nó đổ. Go! Let's have some candy. Hey, hello, kitties. Did you hungry some candies, man? Hello? Yeah, we want to. Okay. So, gonna, how am I gonna open it? How? Mommy, open it for me now. Orange, blue, double gun, how me. No me. How are you? Okay. Here you go. What do you want? I want green. Do you want green? I'm gonna give you green. You like orange, please. Orange for you. Yay! Wow. Some candies to eat. Oh no. I just dropped it. Oh, Chloe ơi, đừng có làm rớt kẹo nữa. Con bỏ như kẹo nhiều quá cho nó bị rớt quá. Too many. Đâu con còn món đồ chơi nào nữa. Too many candies. Too many candies, mommy. Need to put it in here. Put it in here. Make a face. There's a lot of space in here. Really have a lot of space. Boop. Boop. There. Add some more. Add some more. Add some more. Just add some more. Dump it out. Oh, oh, oh. Gót kẹo quá. Thôi đậy lại đi con. I need to dump it in here. Om yum yum yum. So many. So many. So many. Hey, mommy, this is a lot of candy. Today. Nhiều kẹo quá hả? This is a lot of candy to eat. Bỏ kẹo đó là chi vậy? Make it for safe. This is a lot of space. Oh. That's not gonna have a lot of space. Yeah, huh? That is the not full space today. Full of space in it. Oh, no way. No way. No way. Hello, kitty. Are you okay? She wants to. She
she wants to eat the apple, man. She wants to eat the apple. Để xích ra ngoài đây nè, cho mấy bạn mới thấy. I love apple. Không, để xích ra ngoài đây nè. Ừ. Ủa. Yeah. Con còn một món nữa kìa, chưa mở nữa kìa Chloe. What? Cái súng á. What? Ừ, bây giờ đẩy cái hộp kẹo này lại đi để không nó đổ vào chiếc xe Vespa của right. Ừ, đúng rồi. Rồi để nó qua bên đi. Bi 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 ba. Hey mommy, let me show you this one. You see? You can push the head down, mommy. You can swivel her head. See? Wow. Ủa kìa, cái đầu con khủng long quay được đúng không? And you can push down. Like this. You push down like this. And this go wing. This is goes fast. Like this, really fast. Vậy đó hả? Yeah. Đâu mình cần. Hay quá vậy. Put it down. Ừ. Hay quá. Push down. Thôi nó là cái đầu này. Ứng xuống nè mấy bạn. Sao? Ừ, ứng xuống là cái bánh xe nó quay nè. Wow. Trời quá. Really special. Ứng xuống nè. Mình mà bỏ xuống đó là cái xe này nó sẽ chạy nè. Đầu thử nha. Chuẩn bị bắt đầu chạy thôi. 1, 2, 3 go. Biu 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 biu. Now open this. Rồi giờ ta không có cái món nào nữa đâu. Món nào đâu? This one nè. Đâu con đưa cho mấy bạn coi. Không, mấy bạn không thấy đâu, để đây nè. Wow, cái súng đẹp quá. Con muốn mở ra quá. Con thích mở ra lắm. Đẹp quá nè, cái súng kẹo. Kẹo đây lại là kẹo, bữa nay là coi như mở mấy cái món đồ chơi toàn là kẹo không nha mấy bạn, quá chơi kẹo luôn. Đây, ở đây là cái súng bắn nước nè. Mình có thể bỏ nước vô cái nút nè. Chắc là vậy quá. I want to put these Hello Kitties back in here, please. Đây, các bạn đúng rồi các bạn ơi. Mình đổ nước vô đây nè. Xong rồi cái là mình bắn, mình chơi súng bắn nước. Đó. Giờ mình lấy kẹo rồi mình ăn hết đi. Xong rồi mình có thể xài cái súng này làm cái súng bắn nước. Đó. Đó, chơi kẹo đi. Đẹp quá. Chloe chơi cái súng này sao đâu ta? Chơi cho mấy bạn coi thử đi. No, I cannot open it and gun it. Không, sao? Ừ, cái đó mình phải lấy kẹo ra xong mà cái đổ nước vô xong rồi mình mới bắn được, đúng không? You can put it outside. Yeah. Inside. Ừ, đúng rồi, cái súng này là phải chơi bên ngoài, bắn nước là phải chơi bên ngoài chứ. Mommy, can you open this candy for me? Thôi, con có nhiều kẹo lắm mà không có cần mở đâu nữa đâu. Why? Như vậy là mấy bạn biết rồi. Ha, cái này nhiều đồ chơi quá. Can I open it please? Mở chi con không có chơi kẹo rồi. Trong, cái này chơi sao nè? Ồ, nãy giờ chưa có chỉ cho mấy bạn chơi cái này sao vậy? Cái này trong đó có gì đó? Lắc. Em có cái kẹo. Trời, không có mở ra được đúng không? Trong đó có gì? Không có mở ra được đúng không? Sao vậy? Có mà mở ra được luôn. Đâu cái này chơi sao? Ở trong đây có gì, này là gì? Trong đây là gì? Kẹo. Hả? Mở ra đi nào. Cái này kẹo đúng không? Mở ra đi. Nhưng mà cái con này trời, nó có mấy cái tóc dễ thương. Đâu Chloe đưa cái mặt lại đây đi. Lại đây mình massage cho đưa cái mặt lại đây. And you can stretch here. Stretch. À vậy đó. Ở này lắc nó kêu nữa nè. Vui tai lắm. And stretch. Cái này mà không thôi, đứa nào nó chọc ghẹo mình cái mình lấy mình ngoái nó mũi nó luôn. Lại đây đưa cái lô hồ này, đưa cái lô hồ này đây. I want to open the candy. Rồi đây để mình cắt lại cho. Yeah, there. Này mở ra ha, trong đây có gì vậy? Kẹo hả? Chắc không? Chắc chưa. Hey mommy, I put this Hello Kitties in here now. Nè con mở cái này rồi, mày cắt rồi đó. Oh man, you do, you're so excited. Mở ra coi bên trong đó có gì. I don't know. So hard.
hard. So hard. Mẹ, con mới mở ra được không? Trời ơi, chị cũng không mở ra được nữa. Chết quá. Trời ơi, chị sẽ rồi. Thank you, mommy. You're welcome. How are we gonna open it? Is it on the bottom? I don't know. It is on the bottom. Oh, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi, bữa nay con có nhiều đồ chơi mà toàn là kẹo không nha. Quá đã, quá đã. Sô-cô-la, rồi bubble gum, xin gum nè. Rồi kẹo xin gum các loại, kẹo các loại. Kẹo mút nữa kìa. Ngon không? Ngon quá vậy. It's strawberry flavor, mommy. À, Chloe nói là cái mùi đó là mùi dâu. Hey mommy, look at this, dâu. Look at this. The sign. It's a strawberry. À, Chloe nói là trên đây nó cũng nói là cái mùi dâu nè nè mấy bạn. Cái dâu nè. Cái gì mà ngồi ăn cái đó vậy? Vui không? Bữa nay ăn kẹo nhiều vậy, chuối vậy? I like it. Snack time. Snack time hả? Snack time hả? Rồi thôi, bây giờ các buổi review hôm nay con review mấy cái món đồ chơi nhỏ nhỏ xinh xinh và chủ yếu là kẹo đó. Đến đây là hết rồi đúng không? Nãy giờ con đã mở hết tất cả các món đồ chơi cho mấy bạn coi rồi đúng không? Yeah, I just put it in. Ừ. Easy. À, Chloe nói là ăn xong rồi đó rồi đậy lại. Khi nào cần thì ăn tiếp đúng không? Con thích ăn kẹo không? Yeah. Rồi cái buổi review đồ chơi của hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chloe hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Các bạn nhớ đăng ký kênh của Chloe để không bỏ lỡ bất kỳ video review đồ chơi mới nào nha các bạn. Đặc biệt nhớ đăng ký kênh của Chloe để ủng hộ. Bye bye. Bye 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 bye. Chưa nói hết mà bye bye. Để ủng hộ cho Chloe và Chloe có thêm niềm vui và động lực làm thêm nhiều cái video review đồ chơi nữa cho các bạn nha. Chào các bạn đi. Bye bye. Bye bye các bạn. Bye. Chloe bye bye đi. Bye bye. Can review. You want to eat it again? Just take it off.